Với lợi thế về địa lý, chi phí logistics thấp hơn nhiều so với các nước khác, thời gian qua xuất khẩu chuối của Việt Nam sang Trung Quốc đang ngày càng có nhiều những khởi sắc. Vừa qua thì Việt Nam đã vượt qua Philippines và trở thành nhà cung cấp chuối lớn nhất cho thị trường Trung Quốc. Theo Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu chuối của Trung Quốc đạt trên 957.000 tấn, trị giá 486 triệu đô la Mỹ. Trong đó, Trung Quốc tăng nhập khẩu chuối từ các thị trường như Việt Nam, Ecuador, Lào, Mexico, Thái Lan, nhưng giảm nhập khẩu từ Philippines và Campuchia. Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam là nước cung cấp chuối lớn nhất cho thị trường Trung Quốc. Đã có 420.000 tấn chuối của Việt Nam được xuất khẩu vào Trung Quốc, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần một nửa lượng chuối nhập khẩu vào thị trường này. Lượng chuối nhập khẩu từ Việt Nam cao gần gấp đôi so với nước đứng sau là Philippines và vượt xa các nguồn cung khác như Ecuador, Campuchia, Lào, Mexico. Trong khi tăng mua chuối Việt Nam, thì Trung Quốc lại giảm mạnh nhập khẩu chuối từ Philippines. Trong nửa đầu năm nay, lượng chuối Philippines nhập vào Trung Quốc giảm tới 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo, giá trị xuất khẩu chuối Việt Nam năm nay có thể đạt gần 400 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2023. Tuy nhiên, để giữ vững vị trí xuất khẩu chuối số 1 tại thị trường Trung Quốc, Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ vùng trồng, duy trì ổn định chất lượng, mẫu mã, đặc biệt không để lây bệnh Panama trên diện rộng. Thưa quý vị, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Làn sóng đơn hàng từ một số các thị trường lớn và nhu cầu tiêu thụ tăng sẽ là động lực thúc đẩy để xuất khẩu thủy sản cuối năm tăng tốc. Không chỉ là chạy đua về gia tăng xuất khẩu, thủy sản Việt Nam còn gia tăng lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách tập trung vào chất lượng sản phẩm. Trong 7 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp này tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng khả quan ở mặt hàng tôm xuất khẩu vào những thị trường lớn. Dù con tôm Việt Nam đang bị cạnh tranh rất mạnh về giá trên thị trường với nhiều quốc gia khác, tuy nhiên nhờ việc chủ động đa dạng sản phẩm và nhiều lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp vẫn chiếm lĩnh được thị trường. Từ đây tới cuối năm, lợi thế của Việt Nam mình thì sẽ là về chất lượng sản phẩm và nguồn cung sản phẩm. Hy vọng là người nông dân có thể gia tăng được cái sản lượng nguyên liệu để cung cấp đủ cho toàn thể ngành thủy sản của Việt Nam để cung ra thị trường thế giới. Vào những tháng cuối năm, lượng tồn kho thủy sản của các nước nhập khẩu giảm. Các nhà mua hàng đang bắt đầu chu kỳ nhập hàng mới, cùng với đó là làn sóng dịch chuyển các đơn hàng của Mỹ và tiềm năng thị trường Trung Quốc được cho là sẽ thúc đẩy xuất khẩu nước ta tiếp tục tăng cao. Các doanh nghiệp cũng tích cực điều chỉnh chiến lược kinh doanh để gia tăng năng lực xuất khẩu. Năm là sức một tháng là 300 công thì bây giờ cái trên 360 công. Còn cái đơn hàng đó là gì? Cái thứ hai là đòi hỏi cái gì cũng phải trở thành là cái chất lượng chứ không phải là sức nhiều mà nó phù hợp. Dự đoán được nhu cầu chế biến xuất khẩu tăng trong dịp cuối năm, ngay từ sớm, Bộ Nông nghiệp đã cùng các địa phương xây dựng kế hoạch thả nuôi phù hợp thời vụ, tổ chức sản xuất từ con giống đến vùng nuôi, đảm bảo truy xuất nguồn gốc để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp cũng tập trung cho công tác nghiên cứu, chọn tạo giống, tăng hiệu quả, chất lượng nguyên liệu cho chế biến. Tạo ra những cái liên kết giữa giống nuôi và đến các cái nhà máy chế biến. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn này chúng ta đang phải làm rất mạnh cái việc để làm sao chúng ta tiết giảm những cái chi phí trong cái quá trình sản xuất. Để từ đó nó sẽ làm giảm cái phát thải trong cái quá trình nuôi và cuối cùng là chúng ta có một cái hiệu quả cao hơn. Thế và như ta biết rồi là với một sản lượng năm 2023 đạt 9,32 triệu tấn, năm nay chắc chắn đạt hơn, sản lượng hơn, xuất khẩu hơn, thì chúng ta sẽ phải đích được và đạt được cái kế hoạch là cái năm 2024. Ngành thủy sản Việt Nam vẫn đứng trước nhiều thách thức khi cung cầu thế giới vẫn còn biến động khó lường. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng còn khó khăn về nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp tập trung giữ vững thị trường cũ, chuyển hướng thị trường mới và giữ lợi thế cạnh tranh về chất lượng và nguồn cung để về đích 10 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu cả năm. Thưa quý vị, với dân số hơn 1,4 tỷ dân, Trung Quốc hiện đang là thị trường lớn tiêu thụ khoảng 1/3 sản lượng thủy sản toàn cầu. Chính bởi vậy, đây là thị trường có rất nhiều tiềm năng cho xuất khẩu các sản phẩm thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, để xuất khẩu chính ngạch những sản phẩm này, việc đàm phán ký kết được nghị định thư là hết sức quan trọng. Theo một báo cáo mới nhất từ Rabobank, Trung Quốc là một thị trường thủy sản lớn đầy tiềm năng. Năm 2023, Trung Quốc chi 23 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu 4,67 triệu tấn thủy sản. Những số liệu này cho thấy
nhu cầu tiêu thụ nội địa của thị trường này ngày càng tăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi và cá sấu, mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa nông sản sang thị trường này. Tuy nhiên, thủy sản đến nay chưa ký được. Như vậy, đối với thị trường hết sức tiềm năng như Trung Quốc, về lâu dài để mở rộng xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc, chúng ta phải cố gắng hướng tới đàm phán ký kết được nghị định thư xuất khẩu đối với mặt hàng này. Nếu như đàm phán và ký kết thành công, các mặt hàng thủy sản của Việt Nam sẽ có thể đạt được nhiều bứt phá trong thời gian tới. Tin thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia có ngành chăn nuôi lợn đứng thứ 5 thế giới về đầu con và đứng thứ 6 về sản lượng thịt, nhưng mà 8 tháng năm 2024 đã chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu các loại thịt và sản phẩm thịt, nhập siêu khoảng 970 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong 8 tháng năm 2024, Việt Nam đã chi ra gần 1,08 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt. So với cùng kỳ năm ngoái thì giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng này đã tăng mạnh 20,3%, trong khi đó ở chiều ngược lại, xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam mới chỉ đạt 105 triệu đô la Mỹ. Như vậy, nước ta đang nhập siêu khoảng 970 triệu đô la Mỹ các loại thịt và sản phẩm thịt. Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, giá lợn hơi ở các quốc gia là nguồn cung cho Việt Nam ở mức khá thấp. Chẳng hạn như Nga, Brazil, Canada, giá mặt hàng này chỉ ở mức 34.100 đến 34.200 đồng một kg, Mỹ là 34.400 đồng một kg. Do đó, mức giá bình quân thịt lợn nhập khẩu chỉ 52 đến 55.000 đồng một kg. Còn tại Việt Nam thì giá lợn hơi xuất chuồng giao động từ 61 đến 67.000 đồng một kg và các sản phẩm thịt lợn trên thị trường có giá phổ biến là từ 120 đến 250.000 đồng một kg tùy loại. Thưa quý vị, với mức tăng trưởng trên 20% cùng với việc đón nhận tín hiệu tích cực hồi từ thị trường, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực trong những tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để đạt được mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2024 là 15,2 tỷ đô la Mỹ, ngành gỗ sẽ gặp không ít trở ngại, yêu cầu doanh nghiệp ngành này nỗ lực đạt được mục tiêu đề ra. Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đang đón những tín hiệu phục hồi tích cực của thị trường, đặc biệt là đối với số sản phẩm xuất khẩu chính đều tăng, như dăm gỗ tăng gần 38%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2023. Nhờ đó, 7 tháng qua, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 9,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,75 tỷ đô la Mỹ, riêng thị trường Mỹ tăng 24%. Sự tăng trưởng tốt của xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thời gian qua là kết quả tích cực với ngành công nghiệp gỗ Việt Nam trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Nhưng để tăng trưởng và phát triển bền vững, các doanh nghiệp ngành gỗ cần chủ động thích ứng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, từ đó đưa ra những thay đổi linh hoạt trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, đặc biệt là phát triển công nghệ, chuỗi cung ứng sản phẩm từ nguyên phụ liệu đến logistics. Nhờ tình hình thị trường ở các nước trên thế giới phát triển ổn định, lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay tăng tương đối tốt, giá neo cao, đặc biệt là tại châu Á, thị trường Trung Quốc rất ưa chuộng hạt điều của Việt Nam nhờ nguồn cung ổn định quanh năm và chất lượng sản phẩm tốt. Các chuyên gia dự báo là ngành điều Việt Nam sẽ có được triển vọng tốt trong năm nay. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất khẩu 421.560 tấn hạt điều các loại, tương đương 2,37 tỷ đô la Mỹ, giá trung bình là 5.611,3 đô la Mỹ một tấn, tăng 25,9% về khối lượng, tăng 21,6% về kim ngạch, nhưng giảm 3,3% về giá so với 7 tháng đầu năm 2023. Hạt điều của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm trên 27% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, đạt 114.047 tấn, tương đương 634,77 triệu đô la Mỹ. Giá trung bình đạt 5.566 đô la Mỹ một tấn, tăng 28,3% về lượng, tăng 24% về kim ngạch, nhưng giảm 3,4% về giá so với cùng kỳ năm 2023. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, đạt 74.585 tấn, tương đương 414,12 triệu đô la Mỹ. Giá trung bình 5.552 đô la Mỹ một tấn, tăng mạnh 58% về lượng, tăng 38% về kim ngạch, nhưng giảm 12,8% về giá,
chiếm gần 18% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước. Cục xuất nhập khẩu dự báo, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sẽ tăng trong các tháng tiếp theo nhờ nhu cầu thế giới tăng. Trong đó, nhu cầu tiêu thụ tại Hoa Kỳ có dấu hiệu phục hồi, tồn kho giảm mạnh sẽ kéo nhập khẩu tăng. Là điểm sáng trong xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam, trong tháng 8 vừa qua, xuất khẩu rau quả đã tăng mạnh 62% so với cùng kỳ năm ngoái, đem về con số 750 triệu đô la Mỹ. Với mức độ tăng trưởng ổn định ở mức cao trong những tháng vừa qua, ngành rau quả đặt mục tiêu xuất khẩu có thể chạm mốc 7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong tháng 8 vừa qua, xuất khẩu rau quả của nước ta thu về 750 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 62% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 8 tháng của năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này ước đạt 4,63 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 31% so với cùng kỳ năm 2023. Với tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức cao trong các tháng vừa qua, ngành hàng rau quả đặt mục tiêu xuất khẩu có thể chạm mốc 7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đầu tháng 8 năm 2024, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông tin quả bưởi Việt Nam chính thức được phép nhập khẩu vào thị trường Hàn Quốc. Như vậy, bưởi là loại quả tươi thứ ba của nước ta được phép nhập khẩu chính ngạch cùng với thanh long và xoài sang Hàn Quốc. Mới đây, nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sầu riêng đông lạnh và dừa tươi của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc cũng đã được ký kết. Theo lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung Quốc là thị trường lớn tiêu thụ sầu riêng và dừa tươi, thế nên dự kiến kim ngạch xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc có thể tăng thêm 200 đến 300 triệu đô la Mỹ trong năm 2024. Xuất khẩu sầu riêng đông lạnh cũng có thể đạt kim ngạch từ 400 đến 500 triệu đô la Mỹ ngay trong năm 2024. Với sản lượng rau quả và trái cây hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam nhắm tới mục tiêu thu về hơn 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới.